Theo tin tức từ Tiền Phong, bị can Tý và chồng khai đã đưa số tiền 1 tỷ đồng cho vợ Tuấn Khỉ. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ lời khai này. Cũng theo nguồn tin của báo này, qua trích xuất camera nhà một bị can tên Em Sider, nhận thấy Tuấn Khỉ có ghé nhà người này và sau đó đi ra mang theo khẩu súng đến hiện trường và gây án. Kiểm tra nhà bị can này, phát hiện thêm 2 khẩu súng bên hồ nước. Công an cũng đang xác minh thêm thông tin người dân cung cấp là thấy các bị can cầm 2 cây súng K59 nữa nhưng chưa tìm ra. Về số tiền 1 tỷ đồng, làm việc với cơ quan công an, bị can Phạm Thanh Tâm, tức Tý và chồng khai đưa số tiền này cho vợ Tuấn Khỉ. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ lời khai này. Tuấn Khỉ, kẻ gây ra vụ án kinh hoàng, đã bị tiêu diệt ảnh. TKO tính đến thời điểm này, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 12 đồng phạm của Tuấn Khỉ về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Liên quan đến vụ án này, Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hồ Chí Minh truy tìm 2 chiếc xe máy, tang vật trong vụ án Tuấn Khỉ bắn chết 5 người. Đặc điểm các xe như sau: chiếc Nuvo màu đỏ đen mang biển số 59Y2-301.98, số máy 1DB1-74939, số khung 10K-74929, dung tích xi lanh 124.3cm, xe quay màu xanh có biển số 59X2-595.12, số máy HC90E01-57923, số khung 9083Y-157830, dung tích xi lanh 97.3cm. Cảnh sát khoanh vùng các nơi nghi vấn để tìm kiếm, thậm chí lặn mò dưới sông nhưng chưa có kết quả. Trước đó, chiều 29 tháng 1 mùng 5 Tết Canh Tý, Tuấn Khỉ, cùng với em họ là Lê Quốc Minh 27 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi đi xe máy đến Sới Bạc ở phường Nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để chơi tài xỉu. Sau khi thua bạc, Tuấn rời đi rồi quay lại với khẩu AK. Bị can này đã nổ súng làm 4 người chết, 1 người bị thương rồi cướp khoảng 1 tỷ đồng. Sau đó, Tuấn chạy đi đưa tiền cho Tý và chồng cất giữ. Sau ít ngày bỏ trốn và bị công an truy nã về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Tý và chồng ra đầu thú. Cũng trong ngày 29 tháng 1, Tuấn Khỉ cướp xe máy của một người dân ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Rạng sáng 30 tháng 1, một người đàn ông bị bắn chết trên đường, xe máy biến mất. Công an xác định Tuấn Khỉ gây ra vụ cướp này. Khuya 13/2, công an xác định Tuấn Khỉ đang có mặt tại căn nhà hoang ở Củ Chi, nên vây ráp và nổ súng tiêu diệt khi nghi phạm này bắn trả. Let's block us.